Xin chào bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đó là tải và tiến hành cài cái Windows 10 phiên bản mới nhất nhỉ. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ A đến Z và mỗi cái clip thì mình sẽ cố gắng là truyền tải những cái gì xúc tích nhất và ngắn gọn nhất để các bạn có thể dễ dàng follow, kể cả những người chưa làm bao giờ. Cái đầu tiên chúng ta cần đó là một cái file ISO, tức là cái file ảnh đĩa. Cái file đấy sẽ chứa cái hệ điều hành Windows cũng như những cái hệ điều hành khác, thì nó đều có cái file ISO. Và để có được cái file ISO thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo cái Media Creation Tool. Thì cái tool này cung cấp bởi Microsoft là đáng tin cậy nhất, và các bạn lên đây tải về thì nó sẽ luôn lấy cho chúng ta những cái phiên bản Windows mới nhất để khi mà chúng ta cài xong ấy, chúng ta đỡ phải cập nhật nhiều. Ok. Rồi bây giờ chúng ta vào cái trang đó là microsoft.com sược. Đây. Thì cái đường link này mình sẽ để phía dưới phần miêu tả clip, các bạn chỉ click vào, sau đó thì các bạn vào cái chỗ Create Windows 10 Installation Media, click vào đây, download tool nào. Sau đó thì một cái tool nó sẽ được tải xuống và tên của nó là Media Creation Tool.ai. Cái này thì các bạn có thể kích luôn vào đây, hoặc là các bạn mở lên xem là nó ở chỗ nào thì các bạn kích vào đây, Media Creation Tool. Bây giờ các bạn đúp chuột vào. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái này lên. Cái mục đích của chúng ta là sẽ tải cái file ISO về, chọn Yes. Sau đó thì sẽ có một cái màn hình hiển thị lên. Đó. Rồi, bây giờ thì nó sẽ mất một chút thời gian. Lưu ý là cái này là các bạn sẽ phải kết nối với Internet và cố gắng là trong cái giai đoạn mà chúng ta tải cái ảnh đĩa về thì đừng để cái Internet nó bị gián đoạn. Và tốt nhất là cái tốc độ Internet của các bạn ý, thì càng cao càng tốt, bởi vì nó sẽ khoảng trên dưới 5GB gì đấy. Cho nên là nó tải khá là lâu, thì các bạn phải đảm bảo là cái dung lượng khi mà các bạn dùng mobile data hoặc là khi mà các bạn kết nối vào cái mạng Internet ấy, thì các bạn nên chọn những cái thời điểm nào mà ít người sử dụng để cái tốc độ download nó được nhanh nhá. Chờ một chút để cái công cụ này nó khởi động, sau đó thì nó sẽ cho chúng ta cái hướng dẫn và chúng ta chỉ cần làm theo cái hướng dẫn của nó là xong. Ở đây thì có nhiều cách để chúng ta có thể tạo được cái file ảnh đĩa. Một là tải trực tiếp từ những cái link mà các bạn trên Google mà thấy người ta đưa cho các bạn số cái link tải ấy. Thì tuy nhiên là nó cái tiện là chúng ta không phải tải thêm cái này, nhưng mà nó có cái bất tiện đó là chúng ta thường sẽ lấy được những phiên bản cũ của Windows, và sau khi cài xong thì hoặc là trong cái quá trình cài thì Windows nó sẽ update, như vậy thì rất là lâu và tốn thời gian. Như vậy thì để cho nó tiện cả hai đường thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái công cụ của Windows này, thì nó sẽ luôn cho các bạn những cái phiên bản Windows là mới nhất. Ok. Bây giờ thì nó hiển thị cái này lên, các bạn chỉ cần ấn vào Accept. Sau đó thì chờ một chút nữa để cho nó tiếp tục nó load nha. Để nó load, sau đó thì chúng ta sẽ đến với một bước nữa thôi. Và chúng ta sẽ tải cái file ISO về. Các bạn vui lòng chờ một chút. Cái này thì nếu như các bạn mà sử dụng cái ổ SSD để cài thì tốc độ nó sẽ rất nhanh. Ở đây mình hướng dẫn các bạn là mình đang sử dụng cái ổ HDD cùi bắp, cho nên là nó hơi chậm một chút. Cái này nó còn kiểm tra cái gì đó, nó tải cái gì đó, nó khá là lâu. Ok, trong quá trình tải này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái máy của bạn một cách bình thường. Còn nếu như các bạn mà tải về để cài sang máy khác ấy, thì cũng cài cái này, sau đó thì tải nó một cách bình thường, không có vấn đề gì hết. Ở đây là mình đang hướng dẫn các bạn, đồng thời mình cũng sẽ tạo luôn một cái file ảnh đĩa để mình cài thêm một cái win nữa song song với cái win này, để nhỡ mà cái win này nó bị hỏng cái gì đấy thì mình sẽ chuyển sang cái win kia để dùng. Tuy nhiên là các bạn nên lưu ý đó là cái việc mà sử dụng song song nhiều Windows ấy thì nó sẽ khá là tốn cái ổ đĩa của các bạn, cho nên nếu như cái ổ đĩa nó không có được nhiều ấy, thì các bạn vui lòng là không nên thử nha. Ok, như vậy thì ở đây có hai cái tùy chọn. Nếu các bạn muốn update cái Windows 10, nghĩa là các bạn chạy cái công cụ này ở trên Windows 10 và muốn update thì các bạn chọn cái đầu tiên và ấn Next. Còn bây giờ mình đang
tải cái file ISO về để tạo boot để cài Windows, cho nên là mình sẽ chọn cái thứ hai, chọn Next. Lúc này thì nó sẽ cho các bạn chọn ngôn ngữ đó, nếu không muốn chọn gì thì để mặc định như này, sau đó thì tích vào cái ô này hoặc là bỏ ra. Ok, cái này thì đều được bởi vì mình đang cài luôn trên máy này nên mình để tích này không sao cả, còn nếu các bạn để cài sang máy khác thì nên bỏ tích cái này đi, sau đó chọn Next. Rồi bây giờ nó có hai tùy chọn, một là các bạn build luôn vào một cái USB, hai là chúng ta chọn cái này này để về sau chúng ta sẽ sử dụng lại được nha. Ok, chúng ta chọn cái thứ hai này, tí nữa chúng ta sẽ sử dụng, chọn Next. Sau đó thì chọn nơi lưu đó, nơi lưu, bây giờ mình sẽ lưu nó sang cái vị trí nào đó đi. Ok, mình ném nó vào đây. Đấy, chọn nơi lưu nha, các bạn nên chọn những cái ổ nào mà có khả năng lưu trữ nó trên 5 GB, tức là khoảng 8 GB trở lên. Sau đó chọn save. Đấy, thì bây giờ nó sẽ bắt đầu tải cái ảnh đĩa Windows 10 về cho chúng ta, và nó sẽ chọn cái phiên bản mới nhất, gần nhất đối với cái lần sửa lỗi của Microsoft ấy, thì nó tải về. Bây giờ chúng ta sẽ chờ, tùy vào cái tốc độ mạng của chúng ta mà cái quá trình tải này nó lâu hoặc là nó nhanh thì tùy vào cái mạng của các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ chờ khi nào xong thì chúng ta sẽ tiếp tục.